Em trai thông minh phần 1. Cái túi đen đen này của ai đây? Không, làm gì có túi nào. Của ai đây? Làm gì phải của ai đâu. Của ai đây? Của ai đâu? Anh rơi đây. Của tôi đấy. Cho em xin lại. Em cảm ơn anh ạ. Có gì đâu nhá. Cái thằng ngu này nữa. Lần sau nhặt được cái gì thì im im về nhà cũng đưa cho tao biết chưa? Vâng ạ. Nặng quá. Ra đây nghỉ trưa tí rồi, về ăn cơm. Vâng. Ăn xong anh bắt xe về thôi chứ nặng quá rồi. À, anh em mình cơ đôi nhá. Đấy. Ăn no rồi anh em ra bắt xe về thôi. Đi. Nặng quá mẹ đợi. Sao xe lâu đến thế nhỉ? Ô, sao xe lâu đến thế? Chết rồi. Cửa người ta rơi mất ví rồi. Đi bộ về thôi. Quá. Đi bộ 50 cây về. Em nhặt được ví của anh này. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Lần sau nhặt được cái gì thì im im về nhà đưa cho tao đi chứ. Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy. Mình thấy mệt mỏi quá.